Trường Trung học Phổ thông Vị Thanh tổng kết cuộc thi trực tuyến Pháp luật và học đường năm 2023. Sáng ngày 15 tháng 1 năm 2024, tại trường Trung học Phổ thông Vị Thanh đã diễn ra buổi tổng kết và trao thưởng cho học sinh trường tham gia cuộc thi trực tuyến Pháp luật và học đường năm 2023. Đến dự buổi tổng kết có thầy Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang, Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi, ông Nguyễn Quốc Lai, trưởng phòng tuyên truyền và theo dõi thi hành pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang, thành viên ban tổ chức cuộc thi. Về phía lãnh đạo nhà trường có thầy Lê Duy Ngọc, hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí trong ban giám hiệu, các thầy cô là giáo viên chủ nhiệm các lớp và toàn thể học sinh của trường cùng tham dự. Mở đầu buổi tổng kết, ông Nguyễn Quốc Lai thay mặt ban tổ chức đã nêu lên những mục đích ý nghĩa của cuộc thi, những kết quả đạt được, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế thiếu sót. Vì đây là mô hình thi mới, lần đầu tiên đưa vào thực hiện, nên bước đầu còn gặp một số khó khăn ở khâu tổ chức. Trưởng phòng tuyên truyền và theo dõi pháp luật, thành viên ban tổ chức lên báo cáo tổng kết cuộc thi và xin trân trọng kính mời Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo. Kính thưa quý thầy cô, đồng thời các học sinh và học sinh mến. Thì qua cái thời gian chúng ta đã phát động cái cuộc thi trực tuyến pháp luật học đường, thì hôm nay thì ban tổ chức cuộc thi đến đây để chúng ta tổng kết lại cái cuộc thi nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những cái vấn đề còn vướng mắc chúng ta cũng đã bài học kinh nghiệm trong những cuộc thi tiếp theo, đồng thời chúng ta tiến hành trao giải cho tập thể và cá nhân cuộc thi. Theo đặc ban tổ chức thì tôi xin đánh giá một số ý về cuộc thi. Kính thưa các chí, thì kính thưa các em học sinh, thì qua thời gian hoạt động thực hiện theo sự chỉ đạo của hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh Hậu Giang, thì Sở Tư pháp cũng như là Sở Giáo dục Đào tạo tiến hành tổ chức cái cuộc thi pháp luật học đường. Đây cũng là một cái cuộc thi thí điểm để mà trong năm 2024 chúng ta sẽ mở rộng ra trong toàn tỉnh Hậu Giang. Với cái ý nghĩa và cái mong muốn như thế thì để làm sao mà qua cái cuộc thi tạo sân chơi cho các em có điều kiện tiếp cận với các lĩnh vực pháp luật, đặc biệt là tạo cho các em có một cái nền tảng tri thức pháp luật để các em sống và làm việc tại pháp luật. Nó đi theo các em trong các lĩnh vực mà chúng ta cần phải rèn luyện, chúng ta cần phải là học tập pháp luật. Đó là những lĩnh vực như là an toàn giao thông, như là phòng chống ma túy, như là pháp luật học đường. Đó là những lĩnh vực mà chúng ta cần phải đi suốt theo trong quá trình học tập. Và cũng như là sau này khi các em đã xong ra trường đi làm, chúng ta phải có cái nền tảng kiến thức. Với mong muốn như vậy thì chúng tôi cũng mong rằng là cái kết quả lần này cũng là cái tiền đề để chúng tôi tổ chức nhân rộng ra trong 8 tỉnh thành phố thị xã trên toàn địa bàn tỉnh Hậu Giang chúng ta. Về cái đánh giá chung thì qua cái cuộc thi tại hai điểm trường là trường Trung học Phổ thông Vị Thanh và trường chuyên Vị Thanh, chúng tôi có một số tương tác thế này. Về cái hoạt động cuộc thi thì chúng ta làm chặt chẽ đúng bài bản trên tinh thần là kế hoạch liên tịch giữa Sở Giáo dục Đào tạo và Sở Tư pháp, và có sự là tham gia tích cực của ba giám hiệu với thầy cô để làm sao là triển khai đến sâu rộng với các em học sinh, từ đó mà các em tham gia rất đầy đủ và rất là nhiệt tình. Tuy rằng chúng ta tổ chức trong dịp cuối năm rất là bận biểu ngay cái tờ chúng ta thi học kỳ, nhưng mà với sự quyết tâm nỗ lực của quý thầy cô cũng như là ban tổ chức cũng như là các em học sinh thì đến giờ phút này cuộc thi chúng ta thành công tốt đẹp. Có nhiều lớp học, có nhiều là em là tham gia rất là tích cực và là nghiên cứu pháp luật rất là kỹ, chính từ đó là cũng góp phần cho cái sự thành công chung của cái cuộc thi. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì chúng ta cũng còn một số cái hạn chế. Thứ nhất là như tôi nói là do cái thời gian chúng ta cũng là gấp nên là cái việc phát động và tham gia thi nó cũng còn nhiều cái hạn chế. Chính từ đó mà các em chưa có thời gian để nghiên cứu các câu hỏi. Cái thứ hai đó là các em cũng là vô gấp gáp thì chúng ta tham gia cũng một số trường hợp tham gia cho nó có hình thức chứ chưa có nghiên cứu sâu, nó chưa có tìm hiểu pháp luật, do đó là cái việc mà chúng ta trả lời đúng 20 câu hỏi đó còn rất là hạn chế. Riêng cái trường trung học phổ thông chúng ta là chỉ có 29 em là trả lời đúng được 20 cái câu hỏi. Đúng, nhưng mà nó nói lên một vấn đề là gì? Đó là do thời gian ngắn. Thứ nhất, thứ hai là cái bộ đề câu hỏi của ban tổ chức đặt ra cũng tương đối nhiều ở các em áp dụng trong thực tiễn. Thì đây cũng là một trong những cái hạn chế mà chúng ta rút ra bài học kinh nghiệm để làm sao trong thời gian tới là chúng ta sẽ tổ chức tốt hơn. Với 2024 khi được phát động thì các quý thầy cô trong ban giám hiệu của các điểm trường
cùng với Sở Dục Tạo, Sở Tư Pháp là chúng ta tiếp tục để làm sao phát động thực hiện tốt cuộc thi, để làm sao mình qua đó để mình là xin chúc cho sức khỏe như quý thầy cô và các học sinh nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn. Báo cáo vừa rồi của đồng chí Nguyễn Quốc Lai. Cuộc thi trực tuyến Pháp luật và học đường năm 2023 tại trường Trung học Phổ thông Vị Thanh được phát động và diễn ra từ ngày 18 tháng 12 năm 2023. Ban tổ chức đã ghi nhận có 1.346 lượt thí sinh trên tổng số 1.347 học sinh toàn trường tham gia dự thi. Số lượng thí sinh trả lời đúng 20 câu của ban tổ chức là 29 thí sinh. Lớp có tỷ lệ thí sinh tham gia đạt 100% là các lớp 10A2, 10A4, 11A10, 12A1. Ban tổ chức đã trao thưởng cho 10 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia cuộc thi theo các tiêu chí của thể lệ cuộc thi. Giải nhất tập thể đã được trao cho lớp 11A5 và giải nhất cá nhân đã thuộc về em Bạch Ngọc Hồng Như, lớp 11A5. Xin mời các tập thể có tên chúng ta bước lên phía trên để nhận giải. Đây cho em Đảng Cương bước lên phía trên để nhận giải. Đảng Cương lên em. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Đốc Sở Dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang lên trao giải cho các em. Thi Pháp luật và học đường năm 2023 được Sở Tư pháp chủ trì tổ chức, phối hợp cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện. Đối tượng dự thi là học sinh của hai trường Trung học Phổ thông Vị Thanh và Trung học Phổ thông chuyên Vị Thanh. Cuộc thi diễn ra theo hình thức trực tuyến trên nền tảng onluyen.vn. Mỗi học sinh dự thi trả lời bộ câu hỏi tối đa 3 lần và hệ thống sẽ lựa chọn một lần có kết quả cao nhất để xét giải thưởng. Cuộc thi Pháp luật và học đường năm 2023 đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ phối hợp tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm là các quy định của pháp luật liên quan đến học sinh ở các trường phổ thông. Bên cạnh đó, thông qua cuộc thi còn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật đối với học sinh, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tôn trọng pháp luật đối với học sinh trong nhà trường, tạo sự ổn định môi trường và xã hội trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nước ta trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Nội dung chia sẻ trong video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mời các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.